Hello, xin chào mọi người đó. Xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá của mình nhé bạn. Đó nè, hồ HP Retro mình đó, mình mới dọn đó, thay bể rồi các bạn, thay nước ngâm ngâm phơi phơi bể đó, cho nó khỏi vi khuẩn nè. Nó mình ngâm mấy hột xong rồi chờ nó khô bể xong mình mới đổ nước vô nuôi lại nha bạn. Đây, hôm nay mình muốn khoe các bạn là đây Blue Red đó. Cặp này là được một người ông anh ở dưới trại miền Tây tặng nha bạn. Đó. À, cặp này ông bán là 300.000 đó, mà ông tặng mình đó bạn. Đó, cá đang đẻ nha bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vớt cá lên sâu cho bạn xem. Để mình lấy cái bể xịt sâu. Đây. Đây cặp cá này được anh chủ trại cá ở dưới miền Tây đó tặng nha bạn. Đây, mình sẽ ra đây sáng sáng quay cho bạn xem. Nó hơi chói xíu để mình tắt đèn lên ha. Đó, điện thoại mình quay hơi mờ xíu mà. Đây. Blue Red. Đó. Đang bầu chuẩn bị đẻ nha bạn. Đó. Đó, BDS nhìn rất là đẹp đó, trống nhìn BDS nhìn rất là đẹp mà. Đây. Cặp này ông bán là trên thị trường là ông bán 300.000 các bạn. Đó, mà anh em ông tặng mình đó, đợt trước tặng một cặp đó mà mình lỡ làm chết đó, bây giờ ông tặng lại hai trio là hai máy một trống nha bạn. Đó, máy đang bầu này, chuẩn bị đẻ nè. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, vài bữa mình đang gầy lên bạn. Nó đẻ lứa thứ hai rồi. Cho về là nó đẻ lứa thứ hai rồi bạn. Đó, giờ mà có dịp mình quay lên. Đó, quay lên cho anh em xem. Đó. Vài bữa mình ví dụ mình gầy lên, nó mình bán lại cho anh em nè. Đó. Con mái thì bụng vẫn còn đè, vẫn còn bầu các bạn. Đó. Đó, nhìn trống vây BDS nhìn rất đẹp chứ mà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bỏ bể lại nè. Đó, máy à. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bỏ vào lại đó. Bỏ vào lại lồng đẻ nha bạn. Đó có một con máy nè, con máy cũng đang mới đẻ xong bụng sạch lép rồi, còn một con máy cũng đang bụng to nha bạn. Đó. Đây mình bỏ. Đây. Mình bỏ trong cái rổ để tránh tình trạng nó bơi lên ăn cỏ các con mà. Đây, các con này có con bơi vô nè. Đó, các con bơi nó đẻ là nó bơi nằm dưới đáy các bạn. Đó. Đây, mùa dịch này mình quay mấy thôi cho mình cũng không ít quay đăng lên giá bán cá mà. Đó, dịch này mình ship đi cũng được do dịch bệnh đó. Mỗi lần đi đơn là phải giam là 15 ngày. Đó, mình quay cho anh em ngắm cá thôi. Đó.
Đó. Ừ, đây bày view coi sọt xe thu đó, vi bông nha bạn đó. Ừ, cá này cá xe tơ 2,5 tháng đang lên. Ừ, đây bày blue rat này được 2 tuần nữa bạn đó, 2 tuần. Thôi video mình xin kết thúc tại đây các bạn. Các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh. Đó, xin chào tạm biệt các bạn.